chuyển hóa tâm thức của ba mẹ để ba mẹ sống với giới, với định, với tuệ, sống với chánh pháp. Ba mẹ bỏ dần tính tham lam, tính ích kỷ đi, sống rộng lượng hơn, sống thiện lương hơn, biết làm việc thiện và tâm ý nó cứ trong sáng dần đi, cuộc sống nó cứ an nhiên tự tại dần đi. Đó, thì đấy chính là các bạn giúp ba mẹ theo chánh pháp. Sáu kiểu làm con, từ bất hiếu trở thành báo hiếu. Hạng thấp nhất là lừa nha. Các bạn nhìn vào cái dòng đỏ thấp nhất trên slide là chữ lừa. Con lừa dối, la mắng, đánh đuổi, vô ơn với cha mẹ. Tỷ lệ này vẫn có, không quá nhiều, nhưng 100 gia đình có 1-2 gia đình vẫn bị tình trạng này. Loại này thông thường là gia đình không có giáo dục, cha mẹ cũng không biết giáo dục con, và cha mẹ quá tập trung vào tiền bạc, và thậm chí cha mẹ còn dạy con làm những điều xấu ác, thì lớn lên nó lừa dối, nó đánh mắng cha mẹ là bình thường. Loại thứ hai là dựa, tức là dựa dẫm đấy. Con lệ thuộc, dựa dẫm, chỉ biết đòi hỏi, bòn rút tiền bạc, tài sản, sức lực của cha mẹ. Đặc thù là cha mẹ nuông chiều con, biến con thành gấu bông, biến con thành gà công nghiệp, nên lớn lên nó lệ thuộc, nó dựa dẫm, nó đòi hỏi và nó bòn rút ba mẹ. Bắt đầu đến đèn vàng, ngon này, con chăm sóc, nuôi đấy, con chăm sóc, nuôi cha mẹ qua ngày, chỉ vì bổn phận và trách nhiệm. Đứa con, nó nhận ra bổn phận và trách nhiệm, và từ đó nó chăm sóc, nó nuôi ba mẹ, tức là vẫn chưa có tự giác sâu sắc. Thì đến cái chữ dưỡng là bắt đầu biến thành sự tự giác rồi nha. Con trưởng thành, sống có ích và tự giác phụng dưỡng cha mẹ. Nó chưa bước vào tâm thức được, nó mới chỉ bước vào là phụng dưỡng về thân thôi nha. Rồi đến thiện này, bắt đầu đến đèn xanh này, xanh hắn này, xanh lá này. Thiện, con giúp cha mẹ sống đạo đức, lương thiện, biết giúp ích cho cộng đồng, trao truyền đạo đức cho ba mẹ, đào tạo ba mẹ vào những nhóm thiện nguyện, đưa ba mẹ vào chơi những nhóm thiện nguyện, làm bạn với những nhóm thiện nguyện, để rồi ba mẹ được sống tốt đẹp dần, biết thiện nguyện dần, đưa cha mẹ đến một số cái khóa tu, đưa cha mẹ nghe chánh pháp, nghe các thầy giảng, ba mẹ hiểu dần thế nào là sống đạo đức, rồi ba mẹ sống lương thiện và tự nguyện giúp ích cho cộng đồng, rất tuyệt vời nha. Và cuối cùng là đưa ba mẹ đến đạo lý tầng cao nhất. Đạo lý nó bao gồm đạo đức và trí tuệ. Nó có thêm cái cột trí tuệ nữa. Nó có cái thêm cái cột tu tập để rèn cả tâm cả trí nữa. À, con giúp ba mẹ đến với tam bảo, thầy, hiền trí, tủ sách, tinh hoa, nhóm bạn tốt. Giúp ba mẹ đến được với lời của Phật dạy, đến được với những cái nhóm bạn đồng tu. Học và thực hành đạo lý, ba mẹ biết cách học và thực hành đạo lý. Từ đó ba mẹ sống an nhiên và tự tại. Ngoài cái vấn đề biết giúp đỡ cộng đồng, biết sống dễ thương hơn, sáng suốt hơn, nhưng bản thân trong nội tâm của ba mẹ rất an nhiên và tự tại, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Một ngày đẹp, đẹp trời ba mẹ mất đi, vô thường nó gọi ba mẹ mất đi, ba mẹ vẫn an nhiên và tự tại. Cận tử nghiệp an nhiên và tự tại thì chắc chắn sinh ra trong cõi lành. Thì đây là cái người con đã báo hiếu rất tốt cho ba mẹ. Nên chúng ta mới thấy bản chất đây là một tiến trình giáo dục. Đây là một tiến trình giáo dục thôi, mà không phải đến trường lớp. Chúng ta dùng thiện nguyện, chúng ta dùng loa pháp thoại, chúng ta dùng những cái buổi bữa cơm thân mật nói chuyện, chúng ta dùng những chuyến dã ngoại, những cái chuyến du lịch tâm linh, tất cả những cái đó để chúng ta độ ba mẹ mình nha. Subscribe YouTube Trần Việt Quân để theo dõi những video clip giá trị.